Rồi thì thế thôi anh em, bữa giờ anh em có hỏi mình thì bữa giờ mình rất là bận. Bởi vì mình vừa làm xe nè, đó mình vừa làm xe. Rồi mình phải ra một cái mẫu áo mới nữa. Như anh em đã thấy đây là cái mẫu áo khoảng 3 năm về trước. Đây là mẫu áo và em quay gần ở đây. Và chất liệu của cái mẫu áo này nó khá là lỗi thời và đã cũ rồi. Bây giờ là cái foam này là hàng xuất khẩu, hàng nước ngoài, foam nước ngoài luôn. Thì nó sẽ xịn hơn và chất liệu in của mình nó là sẽ in như thế này. Sẽ in cái mẫu như thế này. Đó anh em thấy không? Rất là đẹp. Đây, quay anh em. Còn cái mẫu cũ nè, chất liệu in của nó nè thì nó cũng khá là thường rồi, nó lỗi rồi, 3 năm về trước rồi. Bây giờ thì cái áo này là áo là hàng local luôn. Cái áo này là những hàng local nổi tiếng á, người ta thường sử dụng á anh em. Còn cái áo này là áo thông thường thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ in cái loại này và cái logo mới mình sẽ chèn trên đây cho anh em ha. Rất là đẹp. Và phía trước này á sẽ là chữ Biker Việt Nam. Hiện tại đang làm ha. Trước này sẽ là chữ Biker Việt Nam. Rồi. Phía sau là sẽ một cái mảng các logo mới của mình rất là đẹp, hai chiếc mô tô và chiếc bán tải và sọc cực đẹp. Anh em thấy cái giải này nè, mặc 2-3 năm rồi á mà giải ok đó thì nó vẫn còn ok, nhưng mà mình thích một cái form giải rất là xịn hơn. Form giải này hàng local và cái kiểu này là kiểu mới bây giờ, kiểu local trend bây giờ, mấy cái kiểu áo mà hot bây giờ đó anh em. Thì để bây giờ mình sẽ mặc một cái mẫu cho anh em coi. Cái size S của nó khá là to chứ không phải giống như size S của này. Cái size S của nó khá là to. Để quay cho anh em xem. Hồi nãy anh có lấy ra cái áo size S đây. Mặc vô thì cái form sẽ như thế này nha anh em. Áo này size S mà nó cỡ này nè. Giải rất là đẹp. Thì chưa tiến hành in anh em. Mình đang nghiên cứu và chuẩn bị cho in một cái loại mực đẹp nhất. Thì những anh em mà mua xe bên mình là sẽ mỗi người sẽ được cái rồi. Còn những anh em nào muốn đặt thì cứ inbox cho mình ha. Logo rất là đẹp. Để thay tại đây cho anh em luôn. Thực tế luôn anh em. Thì đó đang hứa với anh em lâu rồi, nhưng mà bữa nay mới dành nhiều thời gian để làm áo cho anh em. Đúng không? Đây rồi. Đây là cái size S, là size nhỏ nhất nè. Size nhỏ nhất của nó. Nhưng mà cái form này, cái form kiểu theo Bi nói là cái form của Rick Kick đó mà. Không phải Kick này, áo đó thì cái form nó sẽ là như thế này đó anh em, rất là đẹp, rất là ok. Bây giờ em quay thử cái người rồi thì ở đây, trên đây là size M nha anh em, 1m70 mấy nè. Em bao nhiêu ký à? 75 ký. Anh là 65 ký, em 75 ký. Đó thì đây là size M nha anh em. Size S là size nhỏ nhất rồi, tại cái form này là form nước ngoài á anh em. Giải nước ngoài. Đâu em mặc cái size S của anh nè. Size anh đang mặc à? Để Bi cầm máy anh cởi ra. Rồi cứ quay đi. Nè, lấy cái áo size S là được. Vậy là những anh em nào mà nhỏ con thì những anh em nhỏ con thì cũng khó. Tại cái form này giải đẹp nhất à. Cái áo này vừa nè. Ừ, size S là đẹp nhất. Size S là đẹp nhất. Dừa. Ừ. Cái giải này nó đẹp, cái giải này là giải mắc nhất rồi anh em, không còn giải nào. Anh đặt 100 mấy chục cái size S luôn. Đặt cho em cái L, XL. XL nó bự quá sao mà. Chùm mền hả? Ừ. Rồi, Bi thử cái áo đó coi. Bi thành ra đây đưa cho Bi thử coi. Bi 1m6 13 thử luôn. Đâu, gửi ra mặt nó mới có form chứ. Ừ. Mình đang làm, mình đang đặt công ty á anh em. Anh em biết Bi hồi xưa nó ốm lắm. Mà khi mà nó vô làm với mình, nó dắt xe lên mà tướng nửa nảy đô rồi đó. Mà giải này xịn hơn giải trước rất là nhiều ha. Quay là nó khác biệt luôn á. Phải không? Đẹp luôn. 1m6 mấy mặt nó vẫn đẹp, mặt nó vẫn đô bây giờ. Ok á, đẹp á.
mặc đi chơi rồi. Thì cái form này mình đổi form mới đi, cái form trước là mình form ôm rồi. Rồi ok anh em, quay vòng anh coi coi. XL nó bự lắm sao mà. Không, ý là cái này nó bằng cái XL. Đúng rồi, cái này nó bằng XL của Việt Nam mình đó. Bằng XXL luôn á. Đâu XL. Bự. Rồi ok anh em. Thì anh em nào muốn đương nhiên anh em mua xe là mỗi anh em mua xe sẽ được một cái rồi. Còn anh em nào mà muốn đặt riêng mình thì cứ inbox cho mình ha. Đây sẽ là mẫu áo đầu tư nhất luôn á anh em. Cái giải giải form anh em cứ vô những cái shop mà lớn, những cái local lớn là sẽ biết là nó sẽ sử dụng giải này nha anh em. Đó. Còn giải thông thường là giải form cũ của mình. Đó. Những shop local lớn là sẽ giải này hay, mà chắc chắn anh em đặt giải này anh em sẽ thích. Rồi ok, lý do bữa giờ mình bận đó, mình về rất là nhiều xe cho anh em nào thích xe thì cứ qua mình ha. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều.